Chào mọi người, hôm nay Vân lại ra khu vườn ban công mini khiêm tốn của Vân để hái thêm một ít dâu cả nhà. Thì cách đây cỡ 2 tuần thì Vân cũng đã hái một ít rồi. Thật ra tuy là nó không có được nhiều bởi vì Vân cũng chỉ có vài cây thôi, nhưng mà Vân rất là vui bởi vì nó ra trái và ra lên cây rất là tốt luôn nè cả nhà. Đó thì bây giờ lần trước cũng hái được cả mười mấy trái mọi người. Nói chung là nó vui thôi, chứ nếu mà mình muốn ăn cho nó đã và ngon thì mình phải mua, hoặc là mình phải đi vườn mình hái, hoặc là vườn của mình nó phải thiệt, mình phải có vườn thiệt là to, trồng thiệt là nhiều á thì mình mới hái ăn cho nó đã thôi cả nhà. Thì hôm nay Vân ra Vân hái thêm một ít nữa để cho cây nó lên tốt hơn nữa nha cả nhà. Thì đây là cái chậu hôm bữa cũng hái được cả 5 7 trái trong một cái chậu nhỏ này đó mọi người. Đó, và bây giờ mọi người thấy nó lại ra tiếp và nó đỏ và nó treo lủng lẳng như vậy. Thì cái giống đó là Flare cả nhà ha. Đó, và bây giờ vẫn sẽ hái nha mọi người nha. Bên này có thêm 2 trái nữa mọi người. 2 3 trái. Trái này nó vẫn chưa kịp hái, nó nắng quá là nó quéo luôn rồi. Bây giờ vẫn hái luôn. Cũng đợi cho nó chín thêm nhiều nhiều á rồi hái để chia sẻ cho mọi người xem cho nó vui. Mọi người thấy không, hôm bữa thì cái cây này Vân cũng hái được cỡ 5 trái gì đó đó mọi người. Sau đó thì nó lại chín tiếp được như đây cả nhà ha. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi bên này có trái nào không. Mọi người thấy không, dâu nó lên rất là tốt luôn. Đó, hiện giờ là nó ra nhiều những cái ngó non như vậy nè. Là mình có thể mình sẽ gieo nó vào một cái chậu để có một cái cây non khác cả nhà ha. Đó, mà bên này nó cũng có mấy ngó luôn á, mà Vân chưa có rảnh để Vân làm luôn á cả nhà. Ở bên này, ở mọi người thấy không, ở đây nó có một cái ngó non nữa và Vân đang cắm nó vào trong cái ly nước ở bên kia để cho nó ra rễ, và Vân sẽ cho nó vào đất mọi người ha. Rồi bây giờ Vân sẽ cho nó vào cái tô nha cả nhà nha. Đó, mình sẽ bỏ nó vào cái tô này. Và bây giờ mọi người hãy cùng xem ở trên cái chậu dầu treo của Vân. Mọi người thấy không? Đây là cái chậu dầu treo mà ông xã Vân với mẹ chồng Vân mua cho Vân đó. Sau mấy cái cây đó cũng trong tháng 6 đó mọi người. Đó, mà bây giờ nó ra trái rất là nhiều luôn cả nhà thấy không? Bây giờ Vân sẽ mang xuống chia sẻ cho mọi người xem và hái cho nó dễ nha cả nhà nha. Cái chậu này cũng khá là nhiều trái luôn á mọi người. Nó cũng chín cỡ hơn 1 tuần rồi đó mà Vân cứ để như vậy để chia sẻ cho mọi người xem á. Đây Vân sẽ lấy xuống nha mọi người nha. Bây giờ nó rất là nặng luôn á cả nhà. Màu sắc rất là đẹp luôn cả nhà, trái nhiều lắm luôn á mọi người. Đây Vân đã mang xuống rồi nè cả nhà. Đó, mọi người thấy không, cái chậu này á, tuy á, nhìn nó nhỏ như vậy á, chứ thật ra trái rất là nhiều luôn á cả nhà. Nó Vân cũng được mua trong tháng 6 đó, mỗi ngày mình ráng mình chăm sóc đều đặn như vậy đó mà bây giờ nó ra trái quá trời luôn nè cả nhà. Nhìn rất là mê luôn á mọi người. Trái xum xuê luôn. Làm rất là tươi tốt quá cả nhà. Giờ Vân sẽ hái cái đám này nha mọi người. Bây giờ Vân sẽ hái, coi vậy chứ cũng được nhiều trái ngon lắm. Mọi người thấy có những cái trái á, nó tách đôi ra như vậy là nhìn rất là ngộ luôn á mọi người. Đó, bây giờ Vân sẽ hái nha cả nhà nha. Y như trái tim cả nhà.
Người biết không, nó ra nó nặng quá, Vân phải phải dùng những cái kẹp này kẹp nó lại nè, chứ không thôi nó trĩu xuống và gãy cái nhánh luôn á. Đây nhiều nè. Bây giờ Vân sẽ hái hết cái đám này nha cả nhà nha. Đó, mọi người thấy không, trái lên rất là tốt luôn, y như là dâu mà ở ngoài vườn, nhà vườn người ta trồng đó mọi người. Và có nhiều cái trái dâu mà nó tách đôi ra như vậy nè. Nó giống y như cái hình trái tim á mọi người. Nó y như cái trái này mà hồi nãy Vân hái nè. Nhìn rất là dễ thương. Vân đặt nó là dâu trái tim. Đây rất là bự luôn á mọi người. Ở trên cái chậu này, cái dâu treo này như vậy mà rất là nhiều trái luôn cả nhà ha. Có cái trái này nó ra cũng ngộ á, mà chắc Vân cũng hái luôn mà Vân không ăn cái trái đó đâu. Mình phải hái hết đó để cho cây nó lên tốt nha mọi người. Hái để cho nó mọc thêm nhánh ra cho nó tốt hơn. Đó mọi người thấy không, nổi cái chậu này thôi mà nãy giờ Vân cũng gần được một tô nhỏ này nè. Rồi mình kiểm tra xem coi còn không nha cả nhà. Đây cũng còn vài trái ở đây nữa nè mọi người. Mấy cái trái này không biết sao nó bị cái gì á, nhưng mà mình cũng phải bỏ nó luôn. Đây có một cái trái dâu trái tim rất là xinh. Rồi thế là Vân đã hái xong cái chậu dâu treo rồi đó cả nhà. Nó vẫn còn ra trái nữa nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Đó, cũng còn khá là nhiều trái luôn nè mọi người. Đó, ở trên đỉnh nữa nè cả nhà. Và hy vọng mà mình sẽ thêm được một ít nữa cho đợt sau mọi người ha. Và video Vân xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video và hy vọng mọi người sẽ thích video này. Chúc mọi người luôn vui khỏe, có một ngày thật là hạnh phúc. Và xin đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều video về cảnh đẹp thiên nhiên, ẩm thực, cuộc sống thường ngày ở Thụy Điển nha mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.